Cho nên ở đời chúng ta sống á, tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Có đôi khi cuộc đời của mình cũng chẳng biết ngày mai mình khùng điên lúc nào. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, nghiệp nó dẫn mình đi lang thang cũng không biết lúc nào nha quý vị. Cho nên tôi sống á, đạo đức là kim chỉ nam để tôi sống với cuộc đời này. Mà đôi khi á còn khổ lên khổ xuống, bị dùi lên dập xuống. Tôi không nhờ ai, tôi không lừa ai, tôi không xin ai, không vay mượn ai, mà cuộc đời còn dùi dập tôi, sống không bằng chết. Huống chi những người nghèo khổ, nghèo nó đi với cái hèn, đi với cái khổ cái đau, thì tội nghiệp lắm quý vị.